chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết trưa nay 22 tháng 12 của kênh VTC14. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh tăng cường. Do vậy mà nhiệt độ sáng sớm ngày hôm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ đã đồng loạt giảm xuống, phổ biến chỉ còn khoảng từ 15 cho đến 17 độ C, trời chuyển rét. Một số nơi vùng núi cao trời rét đậm với mức nhiệt dưới 10 độ. Các tỉnh Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ trong đêm hôm qua có mưa nhỏ. Về tình hình thời tiết trên biển thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng nay đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Hiện tại thì các tỉnh miền Bắc đất nước đang nằm trong sự chi phối của khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh nên trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ nhìn chung là nhiều mây, ít mưa nên nhiệt tiếp tục giảm sâu. Đồng bằng và Trung Du sẽ có rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới ngưỡng 15 độ. Khu vực các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc có rét hại với nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 13 độ. Đây có thể là đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong năm nay, vì vậy ngoài biện pháp tránh rét cho mình, người dân cũng nên có các biện pháp ủ ấm cho vật nuôi và cây trồng, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra thì các hộ dân thuộc các khu vực ở ven biển cũng không nên ra khơi và chú ý theo dõi sát sao các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Đợt gió đông bắc từ rìa của khối không khí lạnh sẽ tích ẩm sau khi di chuyển qua biển và đến đất liền và các tỉnh ven biển miền Trung, kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây ra mưa rông trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Đầu tiên thì mưa xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần xuống khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Do đợt gió đông bắc khá dày nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cần đề phòng có nơi đạt mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt độ trong những ngày 23 ngày 24 giảm mạnh. Ở phía Bắc thì trời rét, có nơi rét đậm, trong khi đó thì ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi trời chuyển lạnh. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày 23 và ngày 24, trời hết mưa nên nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, thời tiết rét đậm, có nơi rét hại. Còn ngày 25 thì trời không mưa, ngày hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại, không còn rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 23 và ngày 24, trời hết mưa nên nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, thời tiết rét đậm, vùng núi có rét hại. Còn ngày 25 thì phổ biến nhiều mây không mưa, ban ngày nhiệt độ tăng trên 20 độ, trời không còn rét đậm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 23 đến ngày 24, phổ biến là nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm. Trời chuyển rét trên toàn khu vực, ở phía Bắc có rét đậm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vào ngày 23 và ngày 24, trời chuyển nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Khu vực phía Bắc còn có nơi có xuất hiện mưa vừa, mưa to, ở phía Bắc đêm và sáng trời rét. Khu vực Tây Nguyên thì trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục ít mưa, ban ngày trời nắng, nhưng nền nhiệt thì có xu hướng bắt đầu giảm dần. Ngày 23, ngày 24 thì toàn khu vực trời rét vào đêm và sáng với nhiệt độ duy trì ở mức là từ 16 đến 18 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhẹ. Riêng vào ngày 23 và ngày 24, nền nhiệt độ có xu hướng giảm. Các tỉnh miền Đông trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Khu vực Biển Đông trong 3 ngày tới thì không khí lạnh được tăng cường mạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý là không nên hoạt động trong thời điểm này. Trong khi đó thì khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Mưa dông xảy ra rải rác làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại khu vực Bắc Bộ ngày 23, ngày 24, nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ trung bình ngày phổ biến xấp xỉ dưới 15 độ, khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi cao có rét hại. Vì vậy, ngoài biện pháp tránh rét cho mình, người dân cũng nên có các biện pháp ủ ấm cho vật nuôi và cây trồng. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, gây mưa rào và dông, trong đó có khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm. Sang ngày 23, ngày 24, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến là ít mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm. Tây Nguyên trời rét sâu vào đêm và sáng, ở miền Đông Nam Bộ có cảm giác se lạnh. Bản tin thời tiết dành cho 3 ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi.